Mở đầu chương trình hôm nay là phần tin về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ trong tháng cao điểm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt tập trung cho hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, sáng qua ngày 3 tháng 6, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã thay mặt Trung ương Giáo hội, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và các Phật tử nhóm chia sẻ Sharing trao phần quà ủng hộ cho hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, ngay sau khi dịch COVID-19 tái bùng phát lần thứ tư, Trung ương Giáo hội đã kêu gọi tăng ni Phật tử cả nước phát huy tinh thần từ bi, hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc tích cực đóng góp vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Với tinh thần đó, Trung ương Giáo hội cùng Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và nhóm chia sẻ Sharing đã ủng hộ nhân dân tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng, 20 tấn gạo và 2,5 tấn đường cho công tác phòng chống dịch tại đây. Đây là cái tình cảm để động viên các công nhân ở các khu công nghiệp và các khu cách ly làm sao đó để vượt qua những khó khăn, thách thức để chúng ta sớm chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 để sao cái việc sản xuất sớm trở lại ổn định và chúng ta thực hiện tốt cái mục tiêu mà chính phủ kêu gọi. Tôi kép vừa đảm bảo an toàn sức khỏe, vừa đẩy lùi tấn công dịch bệnh, chiến thắng dịch bệnh, vừa đảm bảo sản xuất và phát triển kinh tế sau. Trân trọng tiếp nhận, ông Trần Công Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã bày tỏ lòng tri ân sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của Trung ương Giáo hội với các đơn vị đồng hành. Qua đó, khẳng định tỉnh Bắc Giang sẽ sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí của chư tăng ni Phật tử gửi tặng. Là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã dành nhiều tình cảm, dành nhiều phần quà về với Bắc Giang để ủng hộ cho Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Giang có nguồn lực phòng chống dịch. Chúng tôi đã tiếp nhận toàn bộ về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, đồng thời phân bổ đến các bác sĩ, đến các bệnh viện dã chiến, đến các khu cách ly tập trung của toàn tỉnh, đảm bảo đến với công nhân, lao động và những người ở khu vực cách ly được sử dụng hiệu quả nhất. Cũng trong sáng nay, đoàn đã có buổi gặp với ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục trao tặng số tiền và hiện vật hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh phòng chống dịch, gồm 500 triệu đồng, 20 tấn gạo và 2,5 tấn đường. Hiện các cấp giáo hội vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi tăng ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo chung tay chia sẻ và đồng hành cùng xã hội, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.